của hip hop đó là DJ. Hip hop thì gồm có nhiều hình thức rap, breakdance, DJ và graffiti. Trong các buổi tiệc thường được tổ chức thì DJ là người mang nhiệm vụ là người dẫn chương trình. Họ đã cắt những đoạn nhạc disco, nhạc soul và cho lặp đi lặp lại nhiều lần chứ họ không phát nguyên một bài. Kool Hero và Grandmaster Flash là thế hệ DJ đầu tiên. Thân mến, những điều mà quý vị vừa xem xong quả là rất là thú vị phải không ạ? Ngọc ngồi Ngọc xem rất là say mê. Và chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ và giao lưu với DJ Trần Minh Quang. Anh được xem là DJ số 1 tại Việt Nam đấy các bạn. Chào các bạn. Anh có thể cho khán giả được biết rõ hơn về công việc của DJ là gì không ạ? DJ thì mình có ba dạng, một là về radio, hoặc là những người mà họ làm về như là những cái biên tập âm nhạc, làm cho đài thanh. Hai là về mobile DJ, là những người làm về event, là những người mà họ làm không cố định, họ cứ đi tới đi lui làm nhiều chỗ. Và ba là dạng như là club DJ, là những người mà chuyên làm trong club, họ làm thường trực vào hàng đêm. Theo anh thì đây có phải là một công việc khó không? Nếu mọi người có một sự đam mê riêng, có một sự tìm tòi riêng thì dĩ nhiên đó là một điều thú vị. Anh đến với cái bộ môn này như thế nào? Thì mình học về công nghệ thông tin, thì bạn mình lúc mình đi làm việc chung và trong lúc làm việc thì mình đã gặp được người thầy, người Singapore và người thầy đã truyền đạt dạy dỗ mình đôi điều mà mình bắt đầu bước vào con đường DJ. Ở đây thì Ngọc thấy rất là nhiều các máy móc, thì anh Quang có thể cho khán giả được biết là nhiệm vụ của từng chiếc máy này là như thế nào mà để họ có thể biết được công việc của một DJ chuyên nghiệp. Được thôi, cái này rất là sẵn lòng. Rồi bây giờ Quang xin giới thiệu với các bạn sơ lược về hai dàn máy DJ Quang đang có ở đây. Không làm thử được không? Wow, còn cái này thì sao? Hay quá, mà muốn thử. Đây là dàn máy portable dùng để chơi đĩa nhựa. Như em thấy đây, đây là một cái loại sản phẩm rất hiện cái đồng tiền của nó. Hiện tại máy móc Việt Nam mình thì nó nhiều hơn hồi đó và nó cũng có rất là nhiều cửa hàng bán, nhưng mà không đầy đủ và đa dạng. Những cái máy chuyên dụng thì phải có rồi, những cái accessory đi kèm thì ít hơn. Được biết là anh Quang cũng có tham gia rất là nhiều cuộc thi lớn, rồi cũng có làm cho các event, các hội nghị của các nhãn hàng lớn, rồi đồng thời cũng có làm cho đài truyền hình nữa. Thì anh có thể cho khán giả được biết là những chương trình mà anh đã tham gia và những giải thưởng mà anh đã đạt được. Biết là anh Quang đã từng làm việc chung với ca sĩ nào? Cô Minh, Mỹ Lệ, Trà My, Thảo Trang và anh Tiến Đạt. Trước đây khi mà anh đến với bộ môn này thì gia đình có phản đối không?
lúc đầu thì bố mẹ cũng hơi lo lắng, tại vì thấy mình thường đi đêm mà lại về trễ. Nhưng mà về sau thì mình cũng giải thích cho bố mẹ hiểu. Lại mình cũng có đôi lần dẫn bố mẹ vào chỗ làm để cho bố mẹ thấy được công việc của mình, để hiểu được cái công việc mình đang làm như thế nào. Thì khi đó bố mẹ sẽ an tâm hơn. Cũng có một cái thắc mắc nho nhỏ là những cái máy móc này chắc là rất là đắt tiền. Thế thì những cái ngày đầu á, ngày đầu mà anh Quang đến với bộ môn nghệ thuật này thì không biết anh lấy kinh phí đâu ra để mà có thể tự xoay sở cho mình hay là nhờ gia đình giúp đỡ? Cái đó là cái khó khăn chung của tất cả mọi người khi mà vào nghề, không riêng gì Quang. Nhưng mà nếu mà người mình thật sự thích á thì mình có thể tập với rất nhiều công cụ. Mình có thể là mình không cần phải mua hết tất cả những máy móc giống như là trong club như hiện tại bây giờ, mà mình chỉ cần tập với lại máy tính. Mình có thể cảm âm được. Mình có những bài tập dành riêng cho các bạn ở nhà không cần máy móc. Đó là cách tập riêng của mình mà mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Có bao giờ anh áp dụng những cái nhạc cụ âm nhạc truyền thống vào âm nhạc của mình không? Bắt bộ mình remix nó thành một thể loại nhạc hip hop, rap beat. Mình cũng rất là thích cái âm nhạc của Việt Nam. Mình luôn luôn muốn đưa những cái trong nước của mình, đưa những cái gì thuộc về Việt Nam của mình cho mọi người trong nước như ngoài nước thích. Trước khi mà mình đến với DJ thì mình có học nhảy và có học hát. Thế thì tại sao không làm ca sĩ hay là nhạc sĩ mà lại bị DJ hút hồn vậy? Mình thích nhảy từ nhỏ. Mình không thể nào đứng yên khi mà một bài nhạc mà bật lên. Thì mình cảm thấy rất là thích. Và những người mà làm được điều đó thì là DJ. Họ control được những người khác trong club. Thì mình thích cái điều đó. Nếu như có một mong muốn thì anh mong muốn điều gì cho DJ Việt Nam? Mình mong muốn là Việt Nam mình sẽ phát triển để có thêm được những cái cơ hội cho những DJ, từ những người trẻ họ có thể tham gia được và họ có thể hòa nhập được cùng những người DJ ở nước ngoài. Cảm ơn anh rất nhiều vì cuộc trao đổi rất là thú vị này.